Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 44. Chương 431, phí bịt miệng 1. Trong khi Hồng Đăng nương nương đầy căng thẳng, thành kính quỳ lạy viết giấy cam đoan, trong trang trại thì không khí vui vẻ, uống rượu, ăn uống thoải mái. Hồ Ma ban đầu lo lắng rằng tiền và huyết thức đã trả cho những tổ quỷ nhân sẽ không được thu lại. Nhưng không ngờ Hồng Đăng nương nương lại dễ nói chuyện như vậy, trong một lúc nào đó đã thật sự tán thành ông chủ này. Sau khi Hồng Đăng nương nương đi, Tư quản sự cũng cười toe toét và thả lỏng, sau này, mọi việc sẽ không còn giống nhau nữa. Hồ đại trưởng quỹ, ta cũng phải nói, lần diễn này của ngươi, trước đây có thể không coi là việc gì quan trọng, nhưng bây giờ Hồng Đăng nương nương đã khác. Việc ngươi giúp đỡ dân chúng, loại bỏ tà túy an dân chính là điều Hồng Đăng nương nương sẽ thích nhất. Lúc đó không nghĩ nhiều, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ sẽ được công nhận là một tấm gương. Hồ Ma cũng đã hiểu rõ, có lẽ Hồng Đăng nương nương sẽ khác với trước sau sự việc này. Trong khi suy nghĩ, Hồ Ma cũng nghĩ đến một số ý tưởng, nói với Từ quản sự, có nghĩa là sự việc này cũng có thể xem là một thành tựu. Từ quản sự cười, đó chính là thành tựu đấy. Nói thêm, tên họ Trịnh đã biến mất, không ai quản lý vụ này, ta sẽ báo cáo cho ngươi trước. Nhìn vẻ tự hào trên khuôn mặt hắn, Hồ Ma đã có chút suy nghĩ cười thầm, vị trí tam đại hương chủ của Hồng Đăng nương nương đều là việc quan trọng, giờ lại trống một chỗ. Có lẽ Từ thúc thúc cũng đã đến lúc thăng chức. Ồ, nghe vậy, Từ quản sự nhanh chóng thay đổi khuôn mặt, vẫy tay nói, vị trí đó quan trọng như vậy, ta có đủ tầm không? Sau đó, hắn lại cười khúc khích và thì thầm, đã bắt đầu di chuyển rồi. Các lão nhân trong hội đều ủng hộ ta, ta cũng không thể không biết ơn, nếu thật sự lên làm việc, cũng có thể giúp mọi người một ít phần việc nhỏ phải không? Thật sao? Hồ Ma bị sốc, sự việc lần này gây ra cuộc sống rối loạn trong thành, liên quan và không liên quan đều bị cuốn vào. Ai có thể ngờ rằng cuối cùng người kiếm lời nhất lại là ông lão trước mắt này. Hai bên nói chuyện, Hồ Ma đã cho người đến thị trấn gọi ăn uống, là cô bé tóc vàng Lý Hương Ngọc mang huyết thực đến, tự mình đưa tới, khiến tiểu nhị trong trang trại hào hứng hơn một chút. Hồ Ma tiếp đãi Từ quản sự ăn uống, trò chuyện nhiều việc chỉ có thể nói với người thân, đã tìm hiểu kỹ về ảnh hưởng của sự việc này. Việc xây dựng miếu cho Hồng Đăng nương nương, tiếp nhận thanh y hội và các ngành công nghiệp khác của huyết thực bang, mọi người đều rất vui vẻ. Khi đã no say, mới tiễn hai người ra cửa, chuẩn bị đóng cửa trang trại để nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới nằm xuống, không ngờ có người gõ cửa, mở cửa ra xem thì thật bất ngờ. Đúng là người đốt hương đã rời đi vào ban ngày, bây giờ cưỡi ngựa lớn, xuất hiện ở cửa trang trại, hai người trong tay, mỗi người kéo một dây, cầm một chiếc hòm, không nói nhiều, trực tiếp đặt hòm ở cửa, nói, Hồng Đăng nương nương thưởng cho ngươi. Nhưng đừng nói ra ngoài điều này, sau này ở trong trang trại này, chỉ cần làm việc tốt là được. Thưởng, Hồ Ma đã ngạc nhiên, lần này đến thật nhanh. Chậm lại, việc này, dù có thành tựu thì cũng không đáng để thưởng một cách vội vàng như vậy, huống chi còn không cần phải đến giữa đêm để cho người đốt hương đến lén lút và cấm không được nói ra ngoài. Nhìn vào người đốt hương im lặng và chiếc lồng hồng đăng trong tay, Hồ Ma có thể cảm nhận được ánh sáng trong chiếc lồng hồng đăng cũng có chút bồn chồn, như ánh mắt đang lén nhìn phản ứng của mình. Trong lòng Hồ Ma bỗng nhiên phản ứng, khá lắm, tiểu bì nương hồng đăng này, muốn chặn miệng của ta. Cảm ơn nương nương đã ban cho. Hồ Ma vội cảm ơn nhìn hai người đốt hương im lặng, kéo ngựa đi xa. Sau khi di chuyển chiếc hòm lớn vào sân trong của mình, dù Chu Đại Đồng và những người khác tò mò về cái hòm, nhưng Hồ Ma chỉ liếc mắt một cái bảo không nên nói chuyện về việc này. Tuy nhiên, sau khi vào sân trong, khi mở hòm ra, hắn bất ngờ hít một hơi lạnh. Chưa kể đến những chai chai lọ lọ, trong hòm còn có một miếng lớn huyết thái tuế chưa được làm huyết thực hoàn. Ngoài ra còn có một số đồ trang sức như ngọc trai và vàng bạc, nếu không biết thì có thể tưởng rằng Hồng Đăng nương nương đã chuyển hết đồ cưới của mình. Trong lòng hiểu rõ, Hồng Đăng nương nương sợ rằng hắn để lộ chuyện nàng trước đó đã sợ hãi, làm hỏng danh tiếng của mình. Do đó đã sử dụng một số thứ không cần ghi vào sổ công gửi cho hắn, để hắn giữ chuyện này trong lòng. Tuy nhiên, tại sao lại làm phức tạp như vậy,
trực tiếp diệt khẩu ta không phải tốt hơn sao? Nhưng suy nghĩ lại, không thể diệt khẩu, dường như Hồng Đăng nương nương đang là lúc thiện lương nhất trong những năm qua. Và, từ nay về sau cũng phải trở nên tốt bụng hơn. Trong lòng cảm thán, hắn suy nghĩ, bây giờ tiểu bì nương này sợ như vậy, sau này có việc, liệu ta có thể lén dùng trấn tuế thư để gõ nàng một cái không? Càng nghĩ càng thấy việc này khả thi, chỉ là hơi có chút tổn hại. Hồng Đăng nương nương khá đáng thương, dường như là một người được xây miếu, nhưng thực tế là tiểu đệ của mấy tên gia hỏa. Tâm trạng tốt, hắn kiểm tra một lượt, huyết thực hoàn trong các lọ này thực sự có hơn 30 viên, nhiều hơn cả phần thưởng hắn đã giành được từ cuộc đấu pháp trước đó. Chương 432, phí bịt miệng, 2. Chưa kể đến miếng huyết thái tuế có vẻ nặng hơn 2 ký, còn những món trang sức bên trong tất nhiên là hàng tốt, nhưng so với những huyết thực hoàn này thì hoàn toàn không đáng xem. Tiếp lấy, tiểu hồng đường, hồ ma kìm nén cảm xúc trong lòng, mở nắp và nắm một huyết thực hoàn, ném cho tiểu hồng đường. Tiểu hồng đường nhai trong miệng, cô bé lộ vẻ khá khó tin, sau đó hai mắt đột ngột sáng lên. Huyết thực, thế mà thật là huyết thực. Ngươi xem ngươi. Hồ ma nhìn cô bé phấn khích, cũng có chút tự hào, nói, cuộc sống của chúng ta có phải ngày càng tốt lên không? Tiểu hồng đường gật đầu đầy phấn khích, nói, sau này có thể ăn huyết thực hàng ngày phải không? Hồ ma bỗng thấy hơi ngượng ngùng, điều kiện này tạm thời vẫn chưa đạt được. Món thưởng này, hoặc nói cách khác, số tiền gửi trong im lặng này, thực sự đến đúng lúc. Hắn đang loay hoay về huyết thực cho việc tu luyện của tạng thứ 5. Nếu thực sự dựa vào một ít tiền lương từ trang trại này để luyện tạng thứ 5, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể thành công. Vậy thì luyện thôi. Hồ ma đã nhận ra sự quan trọng của kỹ năng, không có lý do để dừng lại ở thời điểm này. Từ đêm nay, hắn đã thử ngừng cung cấp huyết thái tuế nuôi dưỡng trái tim, mà thay vào đó là đạo hạnh luyện sống. Bộp, khi hơi cuối cùng trong trái tim rút đi, sau nhịp đập cuối cùng lại là sự tĩnh lặng kéo dài. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ ngực ra toàn bộ cơ thể. Hồ ma như đã hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và người khác cho đến khoảnh khắc này. Cái xác này của mình thật là một xác chết. Không có sức sống kỳ quái từ huyết thái tuế duy trì, thậm chí trái tim cũng không đập nữa. Sau khi thở dài trong lòng, hắn cũng ngay lập tức vận dụng đạo hành, bắt đầu rèn luyện từng sợi khí huyết. Từ khoảnh khắc này, việc luyện sống tạng thứ 5 đã chính thức bắt đầu. Trước đây, dù là phí bịt miệng của Hồng Đăng nương nương, hoặc món quà từ lão Trương chọc đầu, hoặc số huyết thực từ lần hợp tác với nhị oa đầu và cô thư Bạch Bồ Đào tửu trước đó, tất cả đã được hắn lén lút lấy ra và giấu dưới giường. Hàng ngày đều ăn rất nhiều, sau đó sử dụng đạo hạnh sung túc từ việc này để từ từ truyền vào trái tim từng tia sức sống. Trước đây Hồ Ma đã rèn luyện 4 tạng, biết rằng tạng thứ 5 rất khó rèn và cần rất nhiều huyết thực, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa biết nguyên nhân cụ thể, giờ đây lại. Hiểu rồi, trái tim khác biệt, nơi mà sự chuyển hóa khí huyết chỉ dừng lại một chút và đã tiếp tục đi tiếp, không thể dừng lại để nuôi dưỡng. Rèn luyện 4 nội tạng khác giống như dùng một cái búa đập nặng, rèn luyện hàng ngày. Chỉ có trái tim, như được sử dụng dòng nước, không ngừng tấn công, ngày đêm không thể dừng lại. Tất nhiên, điểm khác biệt so với việc giọt nước xuyên đá là trong dòng nước mà hắn sử dụng để tấn công trái tim có đầy cát vàng. Trước đây hắn nghĩ rằng việc trở thành tẩu quỷ nhân là việc tiêu tiền nhất. Bây giờ mới hiểu rằng việc trở thành thủ tuế nhân cũng không dễ dàng chút nào. Phí bịt miệng này của hắn thật quá thực tế, không biết có bao nhiêu trưởng quỹ khác cần phải tích góp, tham ô bao nhiêu năm mới có thể kiếm được. Nhưng bây giờ, số lượng chỉ giống như miễn cưỡng đủ dùng mà thôi. Tuy nhiên, việc rèn luyện tạng thứ 5 không thể vội vàng, Hồ Ma cũng có thời gian từ từ mài giũa. Bây giờ các tiểu nhị trong trang trại đều đã trải qua một quá trình rèn luyện, trở nên chững chắc hơn không ít. Ngoài ra, khi chưa đến lúc cắt huyết thực, công việc trong trang trại cũng không quá nhiều, tự mình họ có thể xử lý. Tất nhiên, hiện tại xung quanh trang trại có rất ít tà túy quấy người, nhưng cũng không khó khăn như các trang trại khác. Bây giờ, công việc quan trọng nhất của đám tiểu nhị như Chu Đại Đồng là điều chỉnh những mâu thuẫn trong ác thôn làng xung quanh. Hai thôn đánh nhau, cầm giáo cầm gậy, Chu Đại Đồng tiến đến ho một tiếng hô hô đều trở nên ngoan ngoãn, thậm chí còn hữu ích hơn những tộc trưởng trong làng. Và miếu của Hồng Đăng nương nương đã được bắt đầu xây dựng, tiểu nương bì này có thể sớm nhận được hương hỏa. Chỉ là Hồ Ma nghi ngờ, trong thời đại này,
liệu ngay cả chính thần ngày đêm hưởng thụ hương hỏa cũng là con rối bị người khác điều khiển hay không. Như vậy trôi qua từng ngày, Hồ Ma cảm nhận được trái tim dần dần có sức sống, xung quanh trang trại cũng ngày càng yên bình hơn. Xung quanh điền trang cũng càng ngày càng bình ổn, mơ hồ nhớ tới một hồi náo túy phô thiên cái địa trước đó, như là một ác mộng đã dần dần đi xa, có chút cảm giác không chân thật. Ngày hôm đó, Hồ Ma ăn vài viên huyết thực hoàn, sau khi hành công, hắn rời khỏi nội viện. Nếu không phải vì đã lãng phí nhiều huyết thực hoàn, hắn thật muốn nuốt tất cả. Hắn định xem trong khoảng thời gian này mình không quản lý thì công việc của đám tiểu nhị thế nào, nhưng không ngờ khi mới ra khỏi, hắn nghe thấy tiếng la hét lớn từ khuôn viên bên ngoài. Tiếng của đám tiểu nhị mang theo niềm vui, có thể nghe thấy tiếng chạy nhảy vội vàng, miệng còn hét lớn đến rồi hoặc nhanh mặc quần áo và mấy câu tương tự, hắn đều có chút cảm giác ngoài ý muốn. Đám tiểu tử này vẫn biết ơn mình đối xử như thế nào với họ à. Trong khi đang suy nghĩ, bước chân hắn chậm lại. Suy nghĩ lúc nữa khuyến khích họ thế nào, làm việc chăm chỉ, học tốt kỹ năng và những điều tương tự. Nhưng khi ra khỏi nội viện, hắn cảm thấy bối rối. Chỉ thấy không ai để ý đến mình, tất cả đều tập trung quanh cô gái tóc vàng đang đi vào trong trang trại. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 433, Hương nha đầu. Còn tốt không ai nhìn thấy, Hồ Ma bị bơ, nhìn thoáng qua điển trang náo nhiệt, cũng nhịn không được ho khan một tiếng, quay đầu lại trở về. Còn tốt không ai nhìn thấy mình, đoạn thời gian này không quan tâm, tiểu nha đầu tóc vàng lại được hoan nghênh trong điển trang này của mình như thế. Hắn cũng mơ hồ nghe Chu Đại Đồng đề cập qua vài câu, sau khi nàng bị mình cứu, liền tạm thời an thân ở tửu quán nho nhỏ trên thị trấn, làm chân chạy giúp đỡ. Nói trắng ra là chỉ là một nơi dung thân, theo lý mà nói tửu quán kia không khai nhân thủ, vốn chính là cửa hàng nhỏ. Cặp vợ chồng vội vàng làm xong, nhưng quả thực là bởi vì Hương nha đầu làm việc chịu khó, nghe lời, còn biết chữ tính sổ sách, cho nên lưu lại. Hiện tại người xung quanh biết rõ hơn, quan tâm nàng gọi là Hương nha đầu. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì thời điểm Lý Hoa Tử trước đó xử lý tà túy, bị thứ gì cắn một cái, nằm trên giường mấy ngày, sau đó lại nằm mấy ngày. Dù sao hắn là nằm dễ chịu, bọn tiểu nhị trong điền trang không có cơm ăn, liền để quán rượu nhỏ kia mỗi ngày làm. Hương nha đầu đẩy một cỗ xe bánh gỗ nhỏ đưa tới, chờ bọn hắn nếm qua, lại thu thập xong chén dĩa trở về rửa. Bình thường mà nói, cái này quá bại gia. Dù là quán rượu nhỏ kia lấy tiền không nhiều, nhưng mỗi ngày ăn ở bên ngoài, nào có tiện nghi bằng nhà mình làm. Bất quá bọn tiểu nhị dù sao đều vất vả khi tà túy nháo, Hồ Ma cũng không nói, chỉ là để bọn hắn nhẹ nhàng một chút. Bất quá cái này cũng khiến cho, hiện tại mỗi ngày đến giờ cơm, trong điền trang cũng giống như ăn Tết, rất náo nhiệt. Hương nha đầu, gần đây còn có côn đồ khi dễ ngươi không? Không có. Ai? Đám người này quả thật mỏng ra, chịu đánh một trận liền trung thực, ta còn muốn sẽ đi qua giúp ngươi một chút đâu. Hương nha đầu, tay nghề của ngươi càng ngày càng tốt, mạnh hơn Oa Tử Ca. Oa Tử Ca nấu là thứ gì đều bỏ vào trong nồi, để chúng ta ăn giống như cho heo ăn. Hương nha đầu nghe nói ngươi trước đó té xỉu, hiện tại tốt chưa? Không có té xỉu, chỉ là ngủ một giấc. Tùy ý bên ngoài náo nhiệt, Hồ Ma chỉ ngồi ở trên ghế trong phòng uống trà, chờ không được một hồi, ngược lại nghe thấy được tiếng gõ cửa. Nao nao, thấy là Hương nha đầu mang theo một hộp cơm màu sơn hồng, rụt rè đứng ở bên ngoài nội viện, Hồ Ma bình thường chủ yếu là cố gắng. Chuyện ăn cơm, đặt ở trên bàn trong nhà chính là được, có đôi khi đến chỗ quan trọng, cửa phòng vừa đóng, liền đặt ở trong viện. Dù sao hiện tại, hắn ăn cơm cũng không sợ ăn đồ lạnh. Không nghĩ tới lần này Hương nha đầu đưa tới, mình lại vừa không dụng công, ngược lại là bắt gặp. Khẽ gật đầu một cái, Hương nha đầu lập tức vui mừng vui vẻ, vác lấy hộp cơm đi đến, nói, công tử hiện tại ăn chưa? Hồ Ma nhẹ gật đầu, nói, ngươi không cần gọi ta công tử, kêu một tiếng đại ca, hoặc gọi ta trưởng quỹ là được. À, Hương nha đầu một bên bưng huyết thực, vừa có chút khó xử, nhỏ giọng nói, không được. À, nếu ta không gọi công tử, không sống được trong trấn, người ở đây đều đối với ta rất tốt, nhưng ta biết, đó là bởi vì bọn hắn kính trọng công tử. Hồ Ma nghe, ngược lại phản ứng một chút, mới hiểu được. Nha đầu này kỳ thật không ngốc, lúc vừa cứu trở về,
nàng nhìn xem phản ứng có chút chậm dáng vẻ. Đó là bởi vì người bị dọa phát sợ, lại thêm tựa hồ bị những người què động kia tay chân gì, đầu óc không có rõ ràng như vậy. Bây giờ ở trên thị trấn mặc dù làm công, nhưng cũng coi là dàn xếp lại, điều dưỡng một thời gian, bây giờ nhìn khuôn mặt trước đây khô gầy khô quắt, hiện tại đã nhiều thêm một chút thịt. Trong lúc mơ hồ, ngược lại có mấy phần bộ dáng mỹ nhân bại hoại. Tâm, tư đã định, đầu óc càng lúc càng linh hoạt, nàng kỳ thật biết mình gặp được vận may bao lớn. Có thể đặt chân trong thôn trấn này, tất cả đều là bởi vì hồ ma. Mà hồ ma cứu nàng, lại không động nàng, nữ hài tử trưởng thành sớm, nàng kỳ thật cũng minh bạch đây là chuyện khó được cỡ nào. Điểm này, hồ ma cũng không rông dài, tả hữu chỉ là một câu xưng hô, cứ theo nàng. Cầm đũa lên, vừa mới chuẩn bị ăn cơm, liền gặp Hương nha đầu lại thu thập một chút phòng ở, nhặt quần áo bẩn của hắn, nhưng lại vẫn không đi. Nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, quay đầu nói, y phục của ta đều quen thuộc tự mình giặt, ngươi không cần thay ta làm những sự tình này. Nếu có lời gì muốn nói, cứ nói ra là được. Hương nha đầu nghe vậy, lúc này mới liên tục gật đầu, hơi có chút chần chừ nói, công tử, à, ta trong khoảng thời gian này, nghĩ tới một số việc. Nhà ta, nhà là ở Đại Thạch Đầu Nhai, Hắc Động Tử Lĩnh, An Châu Linh Thọ Phủ. Ta nhớ được trước cửa có hai gốc cây hoa lớn. Nghe được lời này, hồ ma ngoài ý muốn ngẩng đầu lên, cười nói, vậy thì quá tốt rồi. Biết nhà ở chỗ nào, tìm la ngựa nhờ người mang hộ một phong thư qua, có thể để người nhà ngươi tới đón. Trước đây Hương nha đầu tựa hồ không rõ ràng lắm, mơ hồ đối với trí nhớ trước kia, chỉ nhớ rõ nhà mình ở trong cái gì Đại Thạch Đầu Nhai, còn châu phủ nào đều không rõ ràng. Hồ ma cũng nhờ từ quản sự giúp đỡ hỏi, hắn quen biết rộng, bằng hữu nhiều, nhưng hỏi tới hỏi lui, ai cũng không biết Đại Thạch Đầu Nhai là địa phương gì, một tới hai đi, việc này đặt ở sau ót. Chương 434, nghĩ ta còn giống như trước đó. Thậm chí cảm thấy đến tìm hay không tìm, đều không có ý tứ gì. Bất quá là nha đầu thuận tay nhặt được, ngươi giữ ở bên người cũng được, đều thành trưởng quỹ, cũng không phải nuôi không nổi. Không nghĩ tới, nàng ngược lại từ từ suy nghĩ ra địa chỉ. Có chút niềm vui ngoài ý muốn, nhìn nàng nói, những điểm khác cũng nghĩ thử, tên của người lớn trong nhà ngươi, có mấy người các loại, phải chăng còn nhớ kỹ. Hương nha đầu nghe vậy, cũng có chút buồn rầu, đưa tay gõ gõ đầu của mình, nói, thế thì không có. Ta nhớ được, lúc trước mẹ nuôi, cầm cái đinh nện vào trong đầu của ta, hiện tại tưởng tượng chuyện trong nhà, liền sẽ cảm thấy cái đinh này làm đầu cho ta đau, nhớ tới, cũng lập tức lại mơ hồ. Nhưng đoạn thời gian trước, cảm giác có người hướng nơi này thổi một hơi khí, đầu ta lạnh buốt, ngược lại bắt đầu từ từ nhớ ra. Thổi một ngụm, hồ ma ngược lại nao nao, là thời điểm thanh y ác quỷ kia náo túy. Thanh y ác quỷ khi đó quấy nơi này đến hôn thiên ám địa, không chỉ có tà túy náo loạn, người chịu ảnh hưởng cũng không ít. Bất quá lời Hương nha đầu nói, lại làm cho hắn cảm thấy có chút cổ quái, đập một cây đinh vào trong đầu. Vội nói, ngươi tới đây, ta xem một chút. Hương nha đầu nghe vậy tới, ngồi xuống, ở trước mặt hồ ma, đưa qua đầu. Nhưng hồ ma lật ra tóc của nàng, nhìn thoáng qua, lại phát hiện không có lỗ đinh, không có cả vết sẹo, có chút kỳ quái. Hương nha đầu lui về sau nửa bước, đỏ mặt nói, chính ta cũng sờ qua, có thể nhớ lại trong đầu bị nện qua cây đinh, thậm chí cảm giác được cây đinh, nhưng không có vết thương. Có lẽ đây cũng là một loại pháp môn nào đó của người què. Hồ ma yên lặng nghĩ đến, cũng mơ hồ đoán một thứ đại khái. Hắn nên sớm nghĩ qua, Hương nha đầu hẳn là bị người què thi triển qua pháp gì, mới có thể không nhớ rõ chuyện trong nhà. Dù sao nhìn tuổi tác của nàng, tối thiểu cũng có 13 đến 14 tuổi, không có đạo lý trí nhớ hồ đồ như vậy. Đại khái là sau khi nàng lúc trước bị lừa gạt, người què kia cũng hiểu chút tà thuật, bởi vì nàng đã lớn tuổi, sợ nàng nhớ tới sự tình trong nhà, liền cầm cây đinh nện vào nàng đầu. Bất quá, môn đạo này ảnh hưởng đến nàng ngược lại trong lúc vô tình bị thanh y ác quỷ thổi một hơi kia thổi cho buông lỏng. Lúc này mới lại từ từ, nhớ tới tình huống cụ thể chuyện liên quan tới nhà mình. Bất luận như thế nào, nhớ tới liền tốt. Hồ ma cũng không hiểu rõ về chuyện này, chỉ là trấn an nàng nói, ít nhất thì nhớ rõ địa chỉ nhà, ngươi quay về viết một phong thư. Ta đi trong thành tìm người ổn thỏa, giúp ngươi mang đi qua, chờ ngươi trong nhà của ngươi tới đón, những chuyện khác đại khái là nghĩ ra. Công tử,
Hương nha đầu nghe thấy được lời Hồ Ma nói, nhất thời đều có chút run lên, thật nguyện ý để cho ta trở về nhà. Hồ Ma cười nhìn về hướng nàng, nói, thế nào, ngươi đang còn muốn ngây ngốc ở thôn trấn này cả một đời. À, Hương nha đầu nói, con mắt đã đỏ lên, giơ tay lên lau lau, thanh âm đều có chút rung động, công tử, là người tốt. Người tốt hay không thì không tính, mặc dù gần đây ở vùng này, thanh danh của mình tựa hồ xác thực rất tốt. Hồ Ma cũng chỉ cười cười, nhìn nàng nói, chớ khóc, giúp ngươi tìm được nhà, cũng là một phần âm đức của ta. Nếu ngươi muốn về, liền viết một phong thư, ta tìm vài người sắp xếp, để cho người ta đem thư đến cho nhà ngươi, đợi người lớn trong nhà tới đón, cũng sẽ tốt lên. Gặp Hồ Ma không chỉ ngoài miệng nói một chút, còn để cho mình viết thư, Hương nha đầu cũng biết hắn là chăm chú. Cảm động nước mắt chảy ào ào, thình lình quỳ trên mặt đất, liền muốn hướng về phía Hồ Ma dập đầu, cũng may bị Hồ Ma kéo lên. Người nơi này đều bị bệnh gì, động một chút lại dập đầu. Tự mình ngã không phải cổ hủ, chủ yếu là thế đạo này tà dị, chịu cúi đầu của người ta sợ là có vấn đề. Rõ ràng trước đó đáp ứng không còn dập đầu cho mình, nhưng Hương nha đầu rõ ràng cảm kích không thôi, một bên đỏ hồng mắt. Tiếp tục giúp hắn dọn dẹp quần áo còn có phòng ở. Hồ Ma đều nói rồi không cần nàng, nhưng nàng lại không chịu nghe, cũng có thể cảm nhận được ý nghĩ. Trong lòng nàng, Hồ Ma cũng không nói, dù sao lúc này đúng là lúc mình vừa muốn dừng lại, nghỉ ngơi một hồi, sau khi bắt đầu tu luyện, đuổi nàng trở về sau. Một bên nhìn xem sổ sách gần nhất, một bên ăn cơm xong, không tiếp tục nói chuyện với nàng. Ăn cơm xong, vừa định thu thập, chợt phát hiện sau lưng không có động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Mới phát hiện Hương nha đầu đang ngồi ở trong phòng trước đó của Ngô Hòa muội tử, dựa vào bệ cửa sổ, nhắm mắt lại, đúng là ngủ thiếp đi. Trong tay còn cầm một mớ quần áo của mình, trong miệng cắn chỉ, tựa hồ là muốn cho sửa đồ cho mình, kết quả sửa lấy, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Đây là có bao nhiêu mệt mỏi chứ? Hồ Ma muốn đi qua đánh thức nàng, thấy được vết chai trên tay nàng, có chút dừng bước. Nha đầu này gần đây cũng rất vất vả, nghe nàng trước đó kể tình huống trong nhà, nghĩ đến cũng là gia đình giàu có thể nuôi nổi quản gia, đoán chừng không cần làm những việc nhà vặt này. Nhưng đi tới thôn trấn này, trong lòng không có cảm giác an toàn, một mực chịu khó làm cái này làm cái kia, mang theo chút nịnh nọt, thân thể có thể nào không mệt. Chỉ là, nha đầu này có phải quá lớn gan hay không, cứ như vậy ngủ ở trước mặt một đại nam nhân như ta, nghĩ ta còn giống như trước đó. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 435, trong mộng dẫn hồn, 1. Cảm giác mình một đại nam nhân, được người khác xem là người tốt, trong lòng Hồ Ma cũng rất không công bằng, nói một người nam nhân là người tốt, khác gì mắng chửi người là phế vật. Đương nhiên, cũng chỉ là ngẫm lại, thật nếu để cho tự mình làm cái gì, vậy khẳng định là không thể. Hiện tại mình đang tập trung tinh lực muốn luyện thành tạng thứ 5, làm sao lại lãng phí một thân hỏa hầu ở trên loại chuyện râu ria này. Phi, không có tiền đồ, không chuẩn bị đánh thức nàng, chỉ là tự mình thu thập, dự định rời đi, vừa quay đầu, nhìn thấy thân thể gầy yếu của nàng. Nghĩ đến việc có nên khoác ít đồ cho nàng hay không, đã thấy Hương nha đầu bỗng nhiên tỉnh lại, thấy được Hồ Ma đang tự mình thu thập bát đũa. Lập tức đỏ mặt, hơi kinh ngạc nói, "A, ta vừa rồi lại không cẩn thận nằm mơ, công tử đừng trách ta, thực sự không nên." Hồ Ma đương nhiên sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận, gặp nàng tỉnh, liền buông áo bào xuống, nhìn nàng nói, "Gần đây rất mệt mỏi." "Không, không có." Hương nha đầu một bên chạy tới, giúp đỡ Hồ Ma thu thập bát đũa, một bên đỏ mặt nói, "Tôn thúc tôn thẩm đều đối với ta rất tốt, không để cho ta làm việc nặng. Bất quá ta cũng không biết vì cái gì, gần đây sẽ vô duyên không chú ý ngủ, thấy một vài giấc mộng kỳ quái, trước đó là ở trong đêm, không có việc gì, lần này không nghĩ tới ban ngày ngủ thiếp đi." "Ừm." Hồ Ma có chút hiếu kỳ, nói, "Quái mộng ra sao?" Hắn có chút kỳ quái với miêu tả của Hương nha đầu, nằm mơ trong đêm, không phải rất bình thường. Về phần ban ngày nằm mơ, cực kỳ mệt mỏi cũng sẽ như vậy, chỉ là chợp mắt, nhưng thật giống như đã trải qua rất nhiều chuyện. Đương nhiên, bởi vì thế đạo này cổ quái, dù sao vẫn nên hỏi một câu. Hương nha đầu nghe Hồ Ma hỏi, liền nhíu mày, đau khổ suy tư,
giống như muốn cố gắng nhớ lại mộng cảnh đã có chút ấn tượng kia. Nói, chính là nghe thấy bên ngoài có người khóc, sau đó ta liền mơ mơ màng màng đi theo. Trước đó ta ở trong đêm, sau khi ra ngoài, liền thấy có người ngồi xổm ở cửa ra vào khóc, cảm thấy hắn đáng thương, lại giúp hắn dẫn đường, dẫn tới trước cánh cửa lớn màu đen, liền trở lại. Lần này cũng vậy, không biết làm sao lại ngủ thiếp đi, đi thôn Nhai Tử, thấy được có người khóc. Hồ Ma nghe lời này, lại lập tức cảm giác kinh ngạc, vội nói, ngươi mộng mấy lần này, đều là tương tự. Nhìn ánh mắt có chút mê mang của Hương Nha Đầu, hắn nói, ý của ta là, đều nghe được có người khóc, liền mộng như vậy, dẫn đường cho bọn hắn. Vậy là ngươi dẫn bọn hắn tới địa phương nào? Cửa lớn màu đen kia lại là cái gì? Nghe Hồ Ma nói, Hương Nha Đầu ngược lại có chút mê mang. Thật lâu, mới chậm rãi nói, ta không biết, liền, từ khi bị người thổi một hơi bắt đầu, khi đó xung quanh trong thôn náo túy, trong đêm ta luôn nghe gặp có người khóc, nhưng tôn thúc bọn hắn nghe không được. Có một lần, ta nghe tiếng khóc quá đáng thương, không đành lòng đi ra ngoài nhìn coi, liền thấy có người đang đi dạo trong thôn trấn, khóc, nói tìm không ra đường, ta cảm thấy bọn hắn rất đáng thương, liền dẫn bọn hắn đi đến cánh cửa lớn màu đen nơi đó, sau đó, ta liền thỉnh thoảng có thể như vậy. Ta không biết cánh cửa lớn màu đen là cái gì, nhưng giống như cảm thấy bọn hắn nên đi nơi đó. Bọn hắn rất đáng thương, giống như là bị ném ở trên đường không có người quản, đi nơi nào cũng đều thật cao hứng, còn muốn hướng ta dập đầu. Hồ Ma nghe, càng hơi kinh ngạc, nhìn chăm chú Hương Nha Đầu nói, sau đó thì sao? Sau đó ta liền trở lại. Hương Nha Đầu nói, mỗi lần đưa bọn hắn đến đó, ta cũng cảm giác tung bay trở về, cũng liền tỉnh. Chính là chuyện trong mộng nhớ không quá rõ ràng, mỗi lần lại nghe được có người khóc, liền có thể nhớ lại chuyện lúc trước, nhưng trở về ngủ một giấc, lại từ từ quên. Cái này, Hồ Ma mơ hồ cảm thấy, chuyện này giống như không phải đơn giản như miêu tả. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng biết thôn Nhai Tử nơi này, tới gần Lão Âm Sơn, cách địa phương mình lúc trước phát hiện cây đào thụ tinh không xa, nhưng ngẫm lại cũng có 30 dặm đường. Hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, vậy ngươi còn nhớ người ngươi vừa mới dẫn đường, tên gọi là gì hay không? Nàng, Hương Nha Đầu có chút mơ hồ, thế nhưng rất nhanh liền nói ra, nàng gọi Lý Nhị Nha, canh thần là. Hồ Ma gật gù, gặp Hương Nha Đầu bị mình hỏi liên tiếp vài câu, có chút khẩn trương, liền chỉ khoát tay áo, nói, ngươi có thể khống chế loại mộng này không? Ta không hiểu nhiều những này, nhưng thế đạo này tà dị, không có khả năng lưu tâm. Nếu ngươi có thể khống chế, liền trước bớt làm chuyện như vậy. Trở về trước viết một phong thư, ta tìm người mang cho cha mẹ ngươi, chờ bọn hắn tới đón ngươi trở về cũng liền tốt. Ta nhớ kỹ lời công tử nói. Hương Nha Đầu vội nói, ta có thể không đi, chỉ là nghe bọn hắn khóc quá đáng thương, mới đi qua. Đúng rồi, nàng tựa hồ nhớ tới một điểm gì đó, nói, ta bắt đầu nhớ lại một chuyện, đúng thế, cũng là bắt đầu từ khi dẫn đường cho bọn hắn. Nàng cũng cảm thấy mình ngủ gật ở Hồ Ma nơi này, không tốt lắm, liền nhanh chóng rời đi, chỉ là cứng rắn muốn lấy đồ của Hồ Ma về giặt. Lại may vá cho hắn, Hồ Ma cũng không có ngăn cản, nhìn thân ảnh của nàng ra điền trang, mới kêu Chu Đại Đồng tới, nhìn đủ chưa? Chương 436, trong mộng dẫn hồn, 2. Chu Đại Đồng nghe vậy kinh hãi, khinh bỉ nhìn thoáng qua tiểu nhị bên ngoài điền trang còn lưu luyến không rời nhìn xem Hương Nha Đầu. Nói, ta mới không nhìn, ta hiện tại đối với mấy thứ này một chút hứng thú cũng không có. Ma Tử Ca, ta học được bản lĩnh thật sự từ ngươi nơi này, hiện tại liền nghĩ đến việc kiếm tiền lời từ dầu thắp mà ngươi nói, học được bản lĩnh càng lớn, nữ nhân. Ha ha, ta thả cầm thanh đao tới, chặt chính mình. Hồ Ma gặp hắn chơi liều, giật nảy mình, vội nói, thế thì không cần. Nếu như lão tộc trưởng biết mình để cháu trai bảo bối của hắn chặt chính mình, đại khái thì mình cũng không cần trở về trại Đại Dương nữa. Bất quá, Chu Đại Đồng chân phải đã luyện sống, mình cũng biết, lúc tiểu tử này vừa luyện xong tới nói, mình cũng có chút giật mình. Tốc độ này thế mà nhanh ngoài ý liệu, cũng làm cho hắn mơ hồ sinh ra một loại hiếu kỳ trong đoạn thời gian kia. Chẳng lẽ thế đạo này, thật có đồ vật loại hình như phúc phận âm lộc? Bởi vì Chu Đại Đồng mấy ngày nay vẫn bận giúp hàng xóm láng giềng trái phải, cho nên âm đức tăng thêm, tu hành đều nhanh hơn. Chính mình khi đó cũng có cảm giác tương tự,
chỉ là không rõ ràng giống Chu Đại Đồng. Tạm thời đặt chuyện này ở sau đầu, nói với Chu Đại Đồng, có chuyện muốn để cho ngươi làm chân chạy, ngươi bây giờ đi qua thôn Nhai Tử bên kia một chuyến, hỏi thăm một chút, nơi đó có phải có việc hiếu hỉ hay không, nhất là hỏi thăm một người gọi Lý Nhị Nha. Hỏi rõ ràng rồi về báo cho ta. Lý Nhị Nha. Chu Đại Đồng nghe, nói, cảm giác hẳn là một cô nương rất xinh đẹp nha. Hắn không biết Hồ Ma vì sao để hắn đi, nhưng cũng không nghe ngóng nhiều, chỉ là đáp ứng một tiếng, liền ra cửa. Chờ Chu Đại Đồng đi, Hồ Ma cũng ngồi xuống, yên lặng suy nghĩ một chút. Ngược lại mơ hồ cảm thấy, nha đầu mà mình nhặt được từ trong tay một vị thiếu hương chủ nào đó của Thanh Y Bang, tựa hồ cũng không đơn giản. Nghe được tiếng khóc đi ra ngoài, trong mộng dẫn đường cho người ta, còn dẫn tới trước cánh cửa màu đen. Càng nghĩ càng thấy kỳ quặc, thậm chí trong lòng bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ to gan, nha đầu này họ Lý. Bên trong người họ, cũng có một Lý gia. Bất quá ý tưởng này cũng chỉ lóe lên ở trong lòng, liền đi qua, luôn cảm thấy có chút không hợp thói thường. Đường đường người của Lý gia vô thường làm sao sẽ bị người què lừa gạt. Nếu nàng là người Lý gia vô thường, mình sẽ ăn chiếc đèn lồng đỏ ngoài cửa chính kia. Vừa nghĩ, vừa yên lặng xem sổ sách gần nhất, ngược lại cảm giác Chu Lương làm chuyện thỏa đáng. Bây giờ đắc lực nhất trong Điền Trang chính là Chu Đại Đồng, Chu Lương, Triệu Trụ. Chu Đại Đồng đôi khi sẽ hồ nháo, Triệu Trụ thì là trung thành yêu quý cái nĩa kia của hắn, mà lại đặc biệt ưa thích sưu tập một chút phương thuốc dân gian trị tà túy. Lần này đi theo tẩu quỷ nhân khác tăng mạnh kiến thức, chắc hẳn các loại pháp môn bây giờ càng thêm lợi hại. Ngược lại là Chu Lương, là người tính tình ổn trọng, tính sổ sách, còn cần hắn làm mới được. Đương nhiên, trừ mấy người bọn hắn, còn có Lý Hoa Tử. Nhưng Lý Hoa Tử có thể so cùng mấy người bọn hắn sao? Hiện tại Hoa Tử ca đã là đại sư phụ mà những người khác cậy vào nhất trong Điền Trang này trừ mình ra. Buông xuống sổ sách, chỉ còn chờ Chu Đại Đồng trở về, lại thẳng đến trời gần tối, mới gặp Chu Đại Đồng không kịp chạy vào Điền Trang. Nhìn bộ dáng có chút chật vật, vừa vào nội viện, liền hướng hắn khóc lóc kể lể, Ma Tử ca, ngươi đây là thấy ta sống tốt quá hay sao? Hồ Ma hơi kinh ngạc, bận bịu cười hỏi, thế nào? À, Chu Đại Đồng tiến vào phòng bếp, rót nửa bầu nước lạnh, mới nói, may mắn ta chạy nhanh. Ta vừa vào thôn Nhai Tử, liền hỏi người ta có việc hiếu hỉ hay không, liền có người chỉ cho ta, vừa vặn đang ở trong thôn bọn hắn, có xử người Lý việc tang lễ. Ta đi qua, liền tìm người nghe ngóng, có phải có cô nương gọi Lý Nhị Nha hay không, dáng dấp có xinh đẹp hay không. Khá lắm, người ta lập tức liền điên lên, muốn tới đánh ta. Chu Đại Đồng lộ ra vẻ mặt cầu xin, chịu vài nện mới biết được, Lý Nhị Nha chính là người nằm tại trong quan tài kia, đã chết không thể chết hơn. Buổi trưa hôm nay vừa mới qua đời, thiệt thòi ta còn hứng thú bừng bừng hỏi người ta cho phép mình làm cháu trai hay không. À, Hồ Ma nghe một hồi, ngược lại lại cảm thấy buồn cười, lại vừa kinh ngạc. Chu Đại Đồng bỗng nhiên bị đánh, ngược lại không sao, dù sao hắn to con, da dày thịt béo. Đây cũng là bởi vì 30 dặm thôn, nếu ở các thôn xung quanh, người người đều biết hắn, đánh trận này không quá nặng tay. Mà kinh ngạc là, người Hương Nha đầu nói, thế mà thật tồn tại. Chuyện nàng ở trong mộng dẫn đường cho người ta, lại là thật. Như vậy nàng vì cái gì có thể có bản sự này, nói, là mang đến cánh cửa lớn màu đen, cánh cửa lớn màu đen kia lại là chỗ nào. Cũng không thể thật là, xem ra, nha đầu này đúng là có lai lịch. Trong lòng Hồ Ma lặng yên suy nghĩ, trấn an Chu Đại Đồng vài câu, trước không lộ ra, chỉ là mình trước tiên ghi lại việc này. Bất kể như thế nào, giờ chuẩn bị đi gửi thư vào trong nhà nàng lại nói. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 437, Ngũ Tạng Đã Thành, 1. Ngày sau khi thảo luận về việc này xong ngày thứ hai, Hương Nha Đầu đã viết một lá thư và mang đến. Hồ Ma nhờ Chu Lương đi đến trong thành và tìm một cửa hàng ngựa lừa, sau đó trả tiền và nhờ người đưa lá thư này đi. Bọn hắn vào Nam ra Bắc, vẫn có thể tìm được người phù hợp để chuyển thư đến An Châu, chỉ cần cho thêm ít tiền bạc và người ta sẽ gửi đi. Bây giờ chỉ còn chờ đợi. Bỏ qua những điều kỳ lạ trên cô gái này, việc giúp đứa trẻ này tìm được gia đình cũng làm Hồ Ma cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, không biết là do đã làm một việc như vậy trong lúc vô tính xúc động cái gì đó,
tích lũy đủ âm đức, hay chỉ đơn giản là do gần đây đã làm việc chăm chỉ còn bổ sung đầy đủ huyết thực, công phu của hồ ma đã tiến bộ. Sau khoảng 2 tháng từ việc náo túy, hồ ma bỗng cảm thấy như có tiếng sấm vang vọng trong tai. Hắn chỉ cảm thấy như có một thứ gì đó bên trong cơ thể bị đẩy ra khỏi. Ban đầu, cơ thể trở nên yên lặng, như là mọi sự sống đều biến mất vào khoảnh khắc này. Và sau đó, một dòng chảy nhiệt lực bất ngờ tràn vào xương tủy, làm sạch đi cái lạnh lẽo của cơ thể. Hồ ma theo bản năng mở mắt và nhận ra rằng mình đang ở trong bản mệnh linh miếu của mình. Hắn luôn nhìn vào tượng thần trong miếu này khi tu hành của mình đạt đến giai đoạn quan trọng. Bây giờ khi hắn mở mắt, hắn nhìn thấy không gian trước mặt đang phun trào sương mù đỏ đậm. Phía sau hương án, tối tăm không thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của tượng thần ẩn hiện trong bóng tối. Nhưng những bộ phận của tượng thần đang phát sáng rực rỡ. Đó là bốn chi và ngũ tạng của tượng thần, bí ẩn và tráng lệ. Trong số đó, trái tim đứng đầu với những nhịp đập mạnh mẽ. Mỗi lần đập, dường như có ánh sáng vàng mờ hiện ra, lan tỏa đến bốn chi và trăm xương, dường như muốn chiếu sáng toàn bộ tượng thần. Tuy nhiên, vì tượng thần này có vẻ rất sâu sắc, chỉ những biến đổi do trái tim này mang lại không đủ để chiếu sáng toàn bộ. Nhưng nguồn sinh khí không ngừng này khiến hồ ma cảm thấy như tượng thần này đã sống lại. Hắn nhìn chằm chằm vào tượng thần, im lặng trong một thời gian dài. Trong lòng hắn có một cảm giác nhẹ nhõm, một cảm giác diệu kỳ và một cảm giác kính sợ. Đã thành công. Tại thời điểm này, hắn đã làm sống lại trái tim của mình, hoàn thành giai đoạn tu luyện ngũ tạng của thủ tuế nhân. Theo lý, thuyết, điều này không phải là một thành tựu gì quá lớn. Nhưng trong lòng hắn, tại sao lại có cảm giác rung động mạnh mẽ và niềm vui chân thành như vậy? Niềm vui này khiến hồ ma ngồi yên trong linh miếu trong một thời gian dài trước khi thở dài và trở lại thế giới hiện thực. Hắn ngồi dậy từ giường, đưa tay lên ngực là có thể cảm nhận được trái tim đang đập. Những nhịp đập này khác biệt so với trước đây là do cơ chế cơ học bị ép buộc đập, bây giờ nó đập tự phát. Từ khi chuyển sinh vào thế giới này, hồ ma cảm thấy chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào gần sống như bây giờ. Bất quá, quay đầu nhìn một cái, không thể không cười khổ khi nhìn những chai lọ bên giường của mình. Sự tiêu thụ này thật sự đáng sợ, có lẽ nên nhắc nhở từ quản sự, thanh toán lại sớm sớm khoản tiêu thụ trước đây của mình. Dù nói rằng Hồng Đăng Nương Nương đã thưởng thêm cho hắn, nhưng điều này hoàn toàn khác với việc ta chuẩn bị sổ sách. Trong lòng có một niềm vui khó nói thành lời, nếu không phải là giữa đêm, hắn muốn đi vào quán rượu để tự mừng cho bản thân. Nhưng không ngờ lại vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng của ông chủ quán rượu, tiểu lão gia đã đi ngủ chưa? Nhanh đi xem giúp, Hương nha đầu nàng ấy, bị ốm rồi. Nghe thấy tiếng ồn ào này, hồ ma nhăn mày, mặc áo và đi ra sân. Hiện nay, Hồng Đăng Nương Nương đã xây đền, dù trong thôn không có thay đổi lớn, nhưng cũng có một số quy tắc nhỏ. Ví dụ như khi đến buổi tối, cửa lớn không đóng lại, vì vậy hắn nghe tiếng gọi ấy từ trong sân, cũng nghe ra là ôn chủ quán rượu ở của thôn. Chỉ là nếu bị bệnh, đi mua thuốc chứ sao lại đến đây kiếm hắn. Hồ ma nghĩ trong lòng, mặc áo đi ra khỏi sân trong. Hắn thấy bộ dáng lo lắng của ông chủ quán rượu ngay lập tức biết rằng bệnh không phải là bệnh tốt. Khi hắn hỏi vài câu thì các tiểu nhị trong phòng bên cạnh cũng tỉnh giấc và chạy ra ngoài. Hiện nay trong điền trang này, ba chữ Hương nha đầu có sức hút đặc biệt, chỉ cần xuất hiện đã gây xôn xao, chỉ thua câu ma tử ca đến này. Đi qua xem đã. Hồ ma hỏi chủ quán rượu vài câu, thấy hắn cũng không rõ ràng, nói không rõ, trầm thấp nói một tiếng. Lúc này đã là nửa đêm. Trước đây không thể ra khỏi nhà, nhưng bây giờ quy tắc đã thay đổi, bên ngoài điền trang cũng yên tĩnh. Cộng với Hương nha đầu là người trong điền trang mà các tiểu nhị đều biết, nên tất cả đã mặc áo và đi theo chủ quán rượu ra khỏi điền trang. Ban đầu hồ ma dự định tự mình đi xem, nhưng khi thấy các tiểu nhị đều lo lắng, hắn cũng cho họ theo. Còn mang theo đèn lồng đỏ trong điền trang, hiện tại Hồng Đăng Nương Nương có thể trấn tà túy. Chỉ có Lý Hoa Tử với ánh mắt buồn ngủ, duỗi tay nói, các ngươi đi đi, ta ở lại coi nhà. Chương 438, ngũ tạng đã thành, 2. Khi nghe Hương nha đầu bị ốm, các tiểu nhị đều lo lắng, lòng đầy lo lắng, đằng đằng sát khí một đi ngang qua, thậm chí những thứ dơ bẩn bên đường gặp phải cũng sợ chạy ra xa hai dặm. Khi đến trước cửa quán rượu ở thị trấn, thấy tấm cửa đã được tháo ra, chưa kịp lắp lại, trong sân
Căn phòng nhỏ mà Hương nha đầu thường sống đã được thắp đèn dầu. Khi hồ ma vào, hắn nhìn thấy đại phu trong trấn với khuôn mặt lo lắng lắc đầu. Dương đại phu, ngươi đã xem chưa? Hồ ma cũng biết người đại phu trong thị trấn này nên đi tới chào hỏi. Đại phu kia thấy hồ ma tới, cũng vội vàng chắp tay chào hỏi, đã xem rồi, khi lão tôn gọi ta đã tới. Nhưng ta đã kiểm tra mạch và đâm châm, lại không có tác dụng gì cả. Ta nghĩ rằng đây không phải là vấn đề mà ta có thể nhìn thấy, có lẽ chỉ có hồ trưởng quỹ mới hiểu rõ được. Đại phu là một người trong thị trấn, không phải là một đại phu nổi tiếng, nhưng hắn cũng là người trung thực. Hắn nói không phải là bệnh, vậy chắc chắn là có vấn đề gì đó xảy ra. Hồ ma không dám coi thường, đi vào trong nhà, thấy Hương nha đầu đang nằm trên giường, mắt đóng kín, khuôn mặt đỏ ửng. Hồ ma đưa tay sờ thử, hơi thở từ mũi cô ấy toát ra rất nóng bỏng. Dưới làn da trắng như sữa, như có máu chảy ngược, có thể nhìn thấy những điểm đỏ nhỏ. Liệu có phải cô ấy bị ma ám không? Hồ ma nhăn mày, kéo mí mắt của cô ấy lên xem, chỉ thấy đồng tử bình thường, đúng là biểu hiện của người bị hôn mê. Nhìn vào đầu ngón tay của cô ấy, cũng không thấy đen sạm. Dựa vào hiểu biết của mình sau khi xem xét, hắn nhìn vào một nơi đảm bảo nhất. Tiểu Hồng Đường đã lẻn lên trên nóc nhà từ lúc nào, thấy hồ ma nhìn qua, cô bé lắc đầu. Hồ ma hiểu ý của Tiểu Hồng Đường, điều này không phải là ma ám phải không? Trong một khoảng thời gian ngắn, lòng hồ ma có chút trùng bước, không phải là bị bệnh, cũng không phải là ma ám, chỉ có một câu trả lời duy nhất, bị trùng pháp. Nhìn vào diện mạo của Hương nha đầu bây giờ, hắn nhớ lại tình trạng của mình ở trại Đại Dương, lúc đó hắn cũng không biết mình đã bị trúng pháp, khiến hắn hoa mắt chóng mặt, suýt nữa làm mất tính mạng. Nhìn Hương nha đầu bây giờ, không hoàn toàn giống hắn, nhưng cũng có một số điểm tương đồng, vì vậy hắn cúi xuống, vỗ vỗ má, thử gọi vài tiếng. Không có tác dụng, không thể gọi tỉnh được. Chủ quán rượu bên cạnh và vợ hắn nói, đã gọi nhiều lần rồi. Ngay cả đại phu cũng gật đầu theo. Hồ ma nhăn mày, hỏi ông chủ quán rượu khi nào bị bệnh, khi vào đêm thì như thế này. Ông chủ quán rượu nói, Hương nha đầu làm việc chăm chỉ, rửa chén đũa xong, giặt quần áo, đến tối còn không ngủ, còn phải đốt đèn nói là muốn. Nhìn hồ ma, sợ lời nói không kính trọng, thay đổi từ ngữ, nói, làm một đôi giày cho trưởng quỹ ở trang trại. Vợ ta còn cười nói với cô ấy, trưởng quỹ người ta lớn như vậy, sao lại thiếu một đôi giày của ngươi? Giày. Hồ ma cũng đã mất kiên nhẫn, nói vào chuyện chính. Đúng, đúng. Ông chủ quán rượu nói, dù nói. Cô ấy cũng không nghe, chỉ muốn làm xong đôi giày này rồi đi ra khỏi nhà. Ta và vợ ta đã đi ngủ sớm từ lâu, nhưng không ngủ được lâu, đột nhiên nghe thấy cô ấy kêu một tiếng, có cái gì đó. Va chạm rồi bị đẩy ngã, vội vàng đi xem, cô ấy đã như thế này. Hồ ma nói, có gì đó xông vào không? Không có. Không có. Ông chủ quán rượu vội vàng nói, cửa trong trang đã được khóa, cửa trong phòng của cô ấy cũng đã được khóa. Ta là bò qua cửa sổ để mở cửa. Nói xong, nhìn một cái vào cửa sổ đã bị đạp một cái lỗ, có chút đau lòng. Nhưng khi nhìn thấy người trong phòng ngất đi, không thể quan tâm nữa, chỉ có thể đạp cửa sổ để vào xem. Nghe điều này, hồ ma biết không thể hỏi ra được gì nữa, chỉ nhìn vào Hương nha đầu đang nằm trên giường. Nhìn cô ấy mờ mịt không tỉnh táo, dường như rất yếu đuối, nếu có thể đánh thức cô ấy thì có thể đặt vài câu hỏi, nhưng làm thế nào để đánh thức? Làm tứ quỷ ấp môn. Trước đây, khi tà túy gây rối ở xung quanh Điền Trang, hắn đã sử dụng kính tứ quỷ ấp môn để tạm thời làm dịu những đứa trẻ đang khóc. Nhưng đó là ban ngày, giờ đây là buổi tối, sức mạnh của tứ quỷ ấp môn hơi lớn. Hơn nữa, hồ ma suy luận rằng cô bé này có vẻ khác biệt so với những đứa trẻ khác, những đứa trẻ bị tà túy ám. Có nghĩa là có thêm một chút điều gì đó trên cơ thể, nhưng Hương nha đầu này lại không đúng, nhìn kỹ, có vẻ như thiếu mất một chút gì đó. Thở dài một tiếng, thủ tuế nhân chỉ am hiểu mặt đối mặt đánh cận chiến, với chuyện như thế này, thật sự có chút bó tay bó chân. Chỉ có thể nhẫn nại, cẩn thận hỏi ông chủ quán rượu, hãy nghĩ kỹ xem, hôm nay có ai lạ đến đây không? Người mới, không phải là người trong gia đình. Hãy nghĩ xem có ai đã nói chuyện với Hương nha đầu, hỏi về tên và lịch lịch của cô ấy. Nếu có ai lấy tóc của cô ấy hoặc hỏi về bát tự của cô ấy, thì đó càng đáng tin cậy hơn. Sau câu này, ông chủ quán rượu lại càng khó xử. Chúng ta làm việc phục vụ khách qua lại, hầu như đều là mặt mới.
Ồ, có. Nhưng lúc này, bà chủ quán rượu bỗng nhiên nói. Các bạn đang nghe chuyện Hoàng hôn phân giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 439, Quản gia Lý Phủ, 1. Ông đang ở bếp sau, không thấy. Khi nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều quay về mình, bà trưởng quỹ rượu nhanh chóng nói, ta nhìn thấy vào buổi chiều hôm nay, có một ông lão đến, mặc quần áo rách rưới, giống như một kẻ ăn xin. Hắn gọi một tô mì, nhưng cũng không ăn nhiều, còn hỏi ta tên của cô bé trong bếp sau là gì, từ đâu đến, ta không để ý đến hắn. Sau khi quay lại bếp sau một chút, hắn đã đi rồi. Hạ Ma lạnh lùng hỏi, hắn hỏi ngươi rồi à? Ngươi đã trả lời sao? Bà chủ tiệm rượu hơi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu nói, không, không nói gì cả. Ta không có ý trách ngươi đâu. Hạ Ma nhẹ nhàng nói, nếu ngươi đã nói, cũng không sao, nhưng ngươi phải nói cho ta biết. Người thường không quan tâm đến vấn đề này, cuối cùng cũng không biết, có một số thứ kỳ lạ chỉ cần nghe tên là có thể thực hiện thuật pháp. Bà chủ tiệm rượu đỏ mặt nói, hắn hỏi ta đã nói rằng trong lòng của Hương Nha Đầu đã có người rồi, ngươi đừng quản, đừng để ý đến người ta. Ai biết có lúc nào cô bé làm việc ở đây lại trở thành phu nhân của trưởng quỹ đấy. Khó trách nàng đỏ mặt, Hồ Ma có chút không nói nên lời, người trên thế gian này cũng đều tò mò như vậy sao? Nhưng trong lòng cũng hiểu, đã có một kẻ kỳ quái như vậy tồn tại, chắc hẳn chuyện Hương Nha Đầu gặp phải có liên quan đến hắn. Trang trại của mình có yêu nhân trà trộn vào sao? Tìm hắn. Đang trầm ngâm, bọn tiểu nhị bên ngoài cửa đều tức giận quát, dám trà trộn vào bên cạnh chúng ta hãm hại người, không muốn sống nữa sao? Hắn đã đến vào lúc chập tối, chắc hẳn không thể ra khỏi trấn được, nhất định có thể tìm được người. Bọn họ cũng có kinh nghiệm giang hồ, biết rằng trên đời này, người có thể chạy lung tung vào ban đêm không nhiều. Ngay cả nhiều người trong nghề cũng không dám đi đường đêm, người đó đã ở đây vào buổi chiều, bây giờ cũng có thể vẫn còn ở trong trấn. Nhưng đúng lúc bọn họ đang phấn khích, chuẩn bị châm đuốc đi ra ngoài tìm người. Hồ Ma hơi nhíu mày, hắn thấy Tiểu Hồng Đường đã nhảy xuống, ngồi xổm ở bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài một cái. Sau đó quay lại kéo góc áo hắn, chỉ tay về phía bức tường bên ngoài không ngừng, trong lòng hắn liền hiểu ngay. Im lặng đi đến bên cửa, đột nhiên nói, không cần nữa. Chu Đại Đồng và những người khác hơi sửng sốt, Hồ Ma nói, người ta đã đến rồi. Vừa nói, vừa chắp tay về phía Tiểu Hồng Đường chỉ, khẽ cúi đầu, nói, vị bằng hữu đang nghe lén ngoài tường. Sao không ra ngoài gặp mặt? Miệng nói rất khách sáo, nhưng trong lúc chắp tay, bên cạnh lại có gió nhẹ thổi qua. Rầm. Hồ Ma nói rất khách sáo, hành động cũng rất kín đáo, những người xung quanh đều không nhìn ra điều gì, nhưng bên ngoài bức tường. Đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, chỉ thấy một bóng người, như bị lửa đốt vào mông, đột nhiên nhảy dựng lên, lao về phía xa. Còn muốn chạy sao? Hồ Ma không ngờ đối phương phản ứng không chậm, nhưng sau khi chắp tay, hắn đã lao ra ngoài, không để đối phương kéo giãn khoảng cách. Thi triển công phu quỷ đăng giai, nhảy tường qua sân, như đi trên đất bằng, thân ảnh lóe lên, thân hình đã bay ra ngoài, đuổi theo người đó. Nắm lấy cái chĩa vừa cướp được từ tay Triệu Trụ, định đâm vào lưng hắn. Tuy nhiên, người đó cũng rất nhanh nhạy phản ứng, nhận ra nguy hiểm và không còn chạy trốn. Bất ngờ dừng lại, tay hai bên duỗi ra và cởi chiếc áo ra, cái áo đó như một sinh vật sống, nhanh chóng thoát ra khỏi người hắn, sau đó lao về phía Hồ Ma. Phốc! Hồ Ma không hiểu đây là trò gì, nhưng vẫn cẩn thận phun một ngụm chân dương tiễn, đồng thời đâm một nhát chĩa. Cảm giác hơi nặng, như thể đã đâm xuyên qua người kia, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy nhát chĩa này chỉ đâm thủng một chiếc áo choàng đen ngòm. Còn đối phương thì đã xuất hiện ở cách đó hơn trượng, đang quay người lại. Hồ Ma nhấc chân đá tung một mảng cát, đồng thời lại giơ chĩa lên, định đâm thêm một nhát nữa. Nhưng khi thấy thế, đối phương bỗng quát lớn, khoan đã, các ngươi có biết nàng là người thế nào mà dám nhắm vào nàng không? Tiếng quát đó khiến Hồ Ma dừng tay, nhát chĩa chỉ còn cách mặt đối phương một gang tay, chiếc áo choàng vẫn còn mắc trên chĩa. Hắn hơi cau mày, nói, ta thật sự không biết nàng là người thế nào, lẽ nào ngươi biết? Giọng người kia có chút bi phẫn, pha lẫn tiếng khóc, đương nhiên ta biết, đây là tiểu thư nhà ta. Ta đã tìm nàng mấy tháng trời rồi. Tiểu thư. Hồ Ma quan sát người này, có thể thấy chất liệu quần áo của hắn không tệ, chỉ là rách rưới,
hẳn là đã lâu không thay. Trên người cũng có không ít vết thương, dường như đã từng giao thủ với người khác, một chân còn bị gãy, nếu không phải vì cái chân gãy này, có lẽ hắn đã không dễ dàng bị bắt như vậy. Hắn cau mày, nói, ngươi là ai? Giọng của ông lão vẫn còn hơi kích động, nói lớn, ta họ Chu, là quản gia của phủ Lý gia ở Đại Thạch Nhai, ngươi. Ngươi đừng dựa vào thế lực của Huyết Thực Bang mà tưởng mình có thể làm bậy, ta chỉ khuyên ngươi, hãy giao tiểu thư cho ta, để ta đưa về. Nếu không, đợi đến khi lão gia tìm đến, đừng nói là trang trại nhỏ bé này của ngươi, ngay cả Hồng Đăng nương nương của các ngươi cũng không gánh nổi đâu. Chương 440, Quản gia Lý Phủ, 2. Nhìn ra sự kích động của hắn không phải là giả, dù lời nói có hơi kỳ quái, Hồ Ma cũng thu chĩa lại, nói linh tinh cái gì thế? Nếu ngươi thật sự là quản gia của nhà tiểu thư, sao lại không đến gặp thẳng thắn, còn phải lén lút thế này? Nghe nói nhà ngươi còn xưng là phủ gì đó, giống như một gia đình quyền quý, làm việc lại sợ sệt, cũng chẳng ra thể thống gì. Ông lão này vốn rất kích động, bị Hồ Ma mắng một trận thì ngẩn người ra, gặp gỡ gì chứ, nếu gặp thẳng thắn, chẳng phải là rơi vào bẫy của ngươi sao? Đây là thế nào? Lúc này, Chu Đại Đồng cũng đã tiến lại gần, tay cầm sợi dây, nói với Hồ Ma, trưởng quỹ, có cần trói lại không? Bên kia nước tiểu đồng tử đã chuẩn bị xong rồi, không được thì cứ tạt vào mặt hắn. Sau chuyện lần trước, bọn họ giờ đã trưởng thành hơn nhiều, biết dùng nước tiểu đồng tử để làm việc lớn, còn lời dạy của Hồ Ma trước đây cũng có tác dụng. Biết giang hồ hiểm ác, nên khi gặp người trên giang hồ, không dễ gọi tên, chỉ gọi là trưởng quỹ, huynh đệ các loại. Tất nhiên, tình huống hiện tại thì vô dụng, ông lão đã đi dò hỏi xung quanh, rất dễ biết được tên của Hồ Ma. Nhưng có ý thức này cũng tốt. Trước tiên không cần, hắn chỉ là hơi hồ đồ mà thôi. Hồ Ma nhìn ông lão một cái, nói, một tháng trước ta đã gửi thư đến nhà nàng, bảo người đến đón, sao lại chỉ có ngươi đến? Bây giờ cô ấy dường như bị trúng pháp, liệu cũng do ngươi làm? Gửi thư? Thư gì vậy? Người quản gia già càng lúng túng, tiểu thư chắc chắn bị trúng pháp, nhưng không phải do các người làm sao? Nói gì vậy? Châu Đại Đồng đá một cái vào mông hắn, mắng, Hương nha đầu là trưởng quỹ nhà chúng ta cứu về, nếu không có hắn, nha đầu kia sợ là đã bị người ta ném vào sông cho cá ăn rồi. Sau khi tìm về, chúng ta cũng đã sắp xếp cô ấy một cách tốt đẹp, nuôi dưỡng cô ấy sung sướng, nhiều nhất chỉ là hàng ngày quét dọn quán rượu, giặt quần áo, rửa chén, mua huyết thực, lau bàn làm việc. Quét nhà vệ sinh và mang nước thôi, chúng ta không để cô ấy làm việc gì khác. Tìm về. Người quản gia già này càng lúng túng, không hiểu rõ lắm với những gì họ nói, ánh mắt trở nên mơ hồ. Đang nói chuyện, triệu trụ đưa một cái xô đến, cầm bằng hai tay, giữ xa khỏi khuôn mặt của mình, nói, nước tiểu đồng tử có đổ không? Nếu không đổ, thì sẽ nguội đi. Không cần, không cần. Lần này không cần ai nói, người quản gia già vội vàng vẫy tay, nói, các người, thật không phải là đang lừa ta chứ. Hồ Ma nghe đã có chút không kiên nhẫn, cũng nhận ra rõ ràng rằng đây có vẻ là một hiểu lầm, nói, nửa năm trước, ta đã tìm thấy nha đầu này, nói rằng muốn đưa cô ấy trở về, chỉ là cô ấy không nhớ gì, cũng không biết cô ấy sống ở đâu. Sau khi cô ấy khó khăn nhớ lại nơi này, ta đã nhờ người mang thư về nhà để cho họ đến đón, làm sao, không phải người nhận được thư nên mới đến đón. Người quản gia già này cuối cùng đã hiểu rõ, có chút khó tin nhìn về Hồ Ma, tất nhiên cũng nhìn thấy triệu trụ bên cạnh sẵn sàng đổ nước tiểu đồng tử, vẫn còn nóng hổi. Cuối cùng biết rằng mình đã hiểu lầm người ta, nước mắt xúc động trào ra khỏi đôi mắt, đột nhiên dập đầu, khóc lớn nói, ân nhân, là ân nhân à. Không ngờ tiểu thư nhà ta may mắn lớn, lại gặp được người tốt. Mẹ kiếp, Hồ Ma ngược lại giật mình, vội vàng né sang một bên. Lại có người dập đầu. Cái bệnh này là sao vậy? Không sợ cái khác, chỉ sợ cái đầu không tốt, mượn gõ đầu để âm thầm tính kế mình. Không thể không phòng mưu kế này, cuối cùng nhìn ra rằng người quản gia già này có vẻ thực sự không có ý định xấu, vì thế lắc đầu nói, vào trước đi, nói rõ ràng mọi chuyện đã. Tiểu thư nhà ta thật may mắn. Người quản gia già này vào trong cửa hàng, mới an tâm khóc nói, là ta già rồi, không còn hữu dụng, đưa tiểu thư đi xem đèn, lại để lạc mất người. Ta không có mặt mũi trở về gặp gia chủ, chỉ để lại một lá thư ở nhà, sau đó ra đi tìm kiếm, trời có mắt. Cuối cùng đã tìm được đến đây,
nhìn thấy các người coi tiểu thư nhà ta như là người hầu, ta nghĩ rằng các ngươi đã lừa nàng đến đây. Ta đang ở trong cửa hàng, nói chuyện với tiểu thư, nhưng cô ấy không nhận ra ta. Ta biết rằng cô ấy đã bị ai đó làm pháp, nên ta không dám làm lộ mình. Vì vậy, ban ngày trước hết rời đi. Ban đầu ta nghĩ sẽ đến đây vào ban đêm rồi hỏi thăm kỹ hơn, xem làm thế nào để cứu cô ấy, nhưng ta không ngờ. Nghĩa là, ngươi không phải là người nhận được lá thư mà ta gửi đến Đại Thạch Đầu Nhai. Hồ Ma cũng hiểu sự hiểu lầm trong vụ việc này, hắn nhíu mày nói, vậy cô ấy hiện tại như vậy, không phải do ngươi gây ra. Người quản gia già kinh ngạc nói, ta sao dám gây hại cho tiểu thư nhà chúng ta. Hồ Ma suy nghĩ một chút, đứng dậy nói, vậy ngươi đến xem cô ấy có phải là tiểu thư nhà ngươi và đã xảy ra chuyện gì. Người quản gia già sau khi gây rối như vậy, cho đến giờ này mới có cơ hội nhìn thấy tiểu thư ở gần. Hắn vội vàng theo sau, sau khi nhìn một cái, hắn bất ngờ không thôi, hoảng hốt đi quanh giường của Hương Nha Đầu một vòng, giọng nói của hắn đã có chút sợ hãi, tiểu thư của ta, đây là ai bắt đi? Các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Hoàng Hôn Phân Giới của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.